lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như trời vậy. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên lời. Trong tay những yêu thương nồng say khi bên nhau, làm sao giữ phút giây này. Niềm vui khi bên nhau có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn lòng không nói nên lời. Hạnh phúc trao dâng lời hát xin cảm ơn tình yêu, và cho chúng ta một đêm phút giây còn mơ. Hát lên lời hát xin cảm ơn tình yêu, dành cho chúng ta một đêm nhớ cho tình yêu.
Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng quân viên hay đó. Sau một thời gian dài tìm hiểu, gắn bó và yêu thương nhau, anh nhận thấy tình cảm đã đủ lớn và muốn xây dựng hạnh phúc riêng cho mình. Hai bạn trẻ đã về thưa với mẹ cha để xin phép chúng con được về nhà sống chung. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cũng là ngày lành tháng tốt, được sự đồng ý và nhất trí thống nhất của hai gia đình họ nhà trai đã mang lễ hỏi họ nhà gái. Và ngày hôm nay, tất cả chúng ta ở đây để chúc phúc cho bạn trẻ cùng hai gia đình họ nhà trai và họ nhà gái. Xin mời các cụ, các ông, các bà cùng xây chầu uống nước để chúc mừng hạnh phúc cho bạn trẻ. Và có cô dì chú bác, của họ nhà trai hôm nay là ngày lành tháng tốt, được sự nhất trí của hai bên gia đình và được sự nhất trí của chính quyền địa phương. Tôi cũng xin chúc tất cả các cụ công các bạn sáng năm mới mạnh khỏe và mong cho các cụ cầu các bà họ nhà gái nhận cái lễ ăn hỏi này của họ nhà trai chúng tôi. Nhân dịp xuân năm mới kính chúc đại gia đình họ nhà gái mạnh khỏe, an khang thịnh vượng và chúc cho cháu Thủy trăm năm hạnh phúc. Vâng, thì cũng chào toàn thể các ông các bà nội ngoại bá về bên bên thái họ. Tôi xin giới thiệu là tôi là chú của cháu Thủy. Thì hôm nay thì mình nơi đầu tiên là tôi xin chúc tất cả các ông các bà toàn thể anh em bạn bè của hai cháu là một lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc. Và tôi cũng xin được ghi nhận lễ của bên họ nhà trai để cháu Thủy và cháu Trung được hôn nhân. Tôi xin ghi nhận và chúc toàn thể các cụ công các bà luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công để cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Thank you.
kẹo anh bánh đi vội đi ông quay lại đúng. Báo cáo ra bố, báo cáo ba này. Hôm nay là ngày lễ ảnh hỏi thì đúng cái chữ ảnh hỏi dễ, anh vẫn dành chứ không khó. Đây cũng là cho nói là cô tôi được con hổ ngày xưa thì đã hiểu được. Thì bây giờ cho các bạn trẻ nó làm chỗ quầy. Thế thôi thì các bác thì ông ấy cũng nói cậu nào là chưa đúng hoặc là chưa hợp. Cái gì là các cụ không nhận không cảm nhận. Với là mục tiêu của chúng ta là hạnh phúc của các cháu. Đấy, thế thì với phong tục địa phương cũng như là cái lễ nghi của cái lễ ăn hỏi là ông bà chúng tôi đã làm phát thanh rồi. Đấy, thế thì rồi cũng là các cụ có nói cậu là nhìn hơn cái kém thì chẳng biết nó có tác dụng gì không biết, cũng chạy theo mình chẳng thế. Thế thì cũng xin phép các cụ để chúng tôi nhà trước thì là về và xin kính chúc các cụ hổ các thông các ta gia đình của nhà cháu chủ đây mạnh khỏe sống hạnh phúc và chúc cho cái của cháu thử với cháu Tung được mãi mãi hạnh phúc và bình dân. Thay mặt cho đoàn là xin phép ra về và xin kính chúc các cụ như vậy xin hết ạ. Vâng thì báo cáo với lại các gỗ với lại các ông bà này là ngày ăn hỏi hai cháu để phát biểu thì con người xin một chút mời toàn thể các ông bà châu uống nước và tối thì mời tất cả các cụ ông bà qua bên thủy dự lễ ăn hỏi các cháu cùng toàn thể các gia đình. Thì một lần nữa là xin chúc toàn thể các cụ các ông các bà luôn mạnh khỏe hạnh phúc và thành công và chúc cho hôn nhân của các thôn của các cháu là luôn hạnh phúc và trăm năm hạnh phúc. Xin hết ạ.
để dành cho phát đoàn gái, và quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón được phát biểu trang trọng.
Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cùng toàn thể cô dì, chú bác, các quý vị khách quý, các bạn của hai cháu. Tôi xin được giới thiệu, tôi tên là Nhu, là chú của cháu Trung, đại diện cho gia đình họ nhà trai. Cùng toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, bố mẹ thân sinh ra cháu Trung, nội ngoại có mặt tại buổi lễ hôn trường hôm nay. Lời đầu tiên cho phép tôi xin được gửi lời chào trân trọng nhất và lời chúc đến toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, các quý vị khách quý, các bạn hai cháu, lời chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc, chúc cho buổi lễ thành hôn của hai cháu thành công tốt đẹp. Hôm nay là ngày vui của hai cháu, tôi xin chúc cho hai cháu mãi mãi yêu thương nhau, trăm năm hạnh phúc. Ông cha ta có câu, trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Nay cháu Trung nhà chúng tôi đã đến tuổi trưởng thành. Thưa các cụ, các ông, các bà, qua thời gian cháu Trung, cháu Thủy quen biết, tìm hiểu lẫn nhau, nay được ông Tơ, bà Nguyệt phê duyên cho hai cháu và được sự nhất trí của hai bên gia đình, nhất là bố mẹ thân tình hai cháu và sự quyết định của chính quyền địa phương. Hôm nay ngày lành tháng tốt, được sự ủy quyền của ông bà thế phương, gia đình chúng tôi có cơ trầu để dâng lên gia tiên và xin phép được đón cháu Thúy về làm dâu, làm con, là cháu trong gia đình họ nhà cha chúng tôi. Đồng thời cho phép cháu Trung được làm con, là rể, là cháu của gia đình ông bà Điển Phượng. Kính mong gia đình họ nhà gái nhận cơ trầu xin dâu của gia đình họ nhà trai chúng tôi. Thay mặt gia đình họ nhà trai xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn lời phát biểu trang trọng, đầy đủ và xúc tích của vị đại diện trưởng đoàn phái đoàn đại trai. Và để đáp lại tình cảm thì sau đây xin mời trưởng đoàn phái đoàn và nhà gái cho lời phát biểu trang trọng lớn mời. Vâng, kính thưa các cụ ông, cụ bà, cùng toàn thể các ông bà, cô dì, chú bác, anh em nội ngoại, bạn bè của hai cháu, hôm nay là ngày ngày tháng tốt thì được sự đồng ý và ủng hộ của hai gia đình và sự đồng ý của chính quyền địa phương, hôm nay hai gia đình đã tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Thì tôi là chú của cháu Thủy và là cũng đại sự được sự ủy nhiệm của ông bà Phương Điểm. Thì xin lời đầu tiên tôi xin được kính chúc toàn thể ông bà, cô dì, chú bác, hai họ bốn bên một lời chúc và một lời chào trân trọng nhất. Và hôm nay là bên họ nhà trai có lễ xin dâu thì tôi cũng xin được đại diện cho họ nhà gái thì cũng xin đón nhận cái lễ xin dâu và buổi thành hôn của hai cháu. Được cũng mong là mọi việc được sự ủng hộ của tất cả các ông các bà, cô dì, chú bác, nội ngoại, bạn bè, được chúc cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long. Và tôi xin được nhận cái lễ của bên nhà trai và lời sau cùng thì tôi cũng xin được kính chúc toàn thể các ông, các bà, các ông bà, cô dì, chú bác, nội ngoại, hai bên bốn họ một lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc, vạn sự như ý. Xin hết ạ. Xin cảm ơn những lời phát biểu thắm tình đáng nghĩa của hai vị trưởng đoàn và xin mời hai vị trưởng đoàn sẽ giữ cơ trầu đặt cho những cơ trầu cho nhau để nhiếp ảnh sẽ lưu lại cái khắc tuyệt vời này. Xin mời gia đình hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để kết tình tham gia cho hai gia đình ông bà Điện Phương và gia đình ông đã bà Thế Phương. Và được sự mến thì sau đây xin mời chú rể Bát Trung, bạn sẽ di chuyển vào vị trí trong nhà để ra mắt gia đình và đặc biệt là có hạnh phúc để trao cho cô dâu đón dâu thu thủy. Và sau đây xin mời gia đình chúng ta sẽ cùng xin mời quý vị sẽ kính chào các gia đình lớn nha. Chúng tôi xin mời cơ chồng của tỉnh Nhà Trai đã được trao cho chị và bạn gái, xin mời đại diện của bạn gái sẽ dâng lên cơ chồng để cùng với cô dâu rể. Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như trời vậy, nếu như đây là mơ xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau có bao nhiêu buồn lo tan đi mau, những phút giây gần nhau sao qua nhanh, ngọt ngào không nói nên lời.
cho chúng ta gần nhau phút giây còn mơ. Lời hát xin có bằng tình yêu cho chúng ta một đêm như và tôi như đang bay giấc mơ sao giữa em tay trong tay những yêu thương nồng say. À, chào mừng hết đẹp văn hóa, văn minh chuẩn bị của người. Vâng thưa quý vị và đại sứ mến, sau đây xin mời hai đồng chí trên di chuyển ra vị sân khấu với bộ váy màu trắng tinh khôi. Những tràng pháo tay tầm lớn này chào đón hai nhân vật chính chúng ta, xin mời với dâu rể trong di chuyển sân khấu ạ. Kịp dành cho dâu rể những tràng pháo tay thật lớn, cũng giúp cho cô dâu rể cái nhìn thân thiện nhất. Và thưa quý vị trân trọng kính mến, để tỏ lòng tình cảm đặc biệt nhất chân thành mà tôi bị dành tặng cho cô dâu rể, sau đây xin mời chú rể Văn Trung, cô dâu Thu Thủy, hai bạn sẽ dành một cái cúi chào thật sâu để cảm ơn sự diện cao quý của tất cả quý vị. Trân trọng mời. Mời chào phát thân thân lớn quý vị để chúc mừng và chúc phúc cho cô dâu rể. Và thưa quý vị trân trọng kính mến, những khoảng thời gian vàng ngọc tại hôm trường ấy có những khoảng thời gian nhất định, do vậy là xin được mời tất cả quý vị ta sẽ cùng đến với tình cảm đặc biệt nhất. Và thưa vị, trong ngày vui ngày phúc ngày hôm nay, hơn ai hết đó là những bậc sinh thành nhìn các con của mình khôn lớn trưởng thành, xây dựng hạnh phúc, đó là những món quà vô giá nhất mà cuộc sống đã dành tặng cho những bậc sinh thành. Và sau đây xin được trân trọng và đón mời sự diện cao quý của ông Nguyễn Trọng Điểm và bà Nguyễn Thị Phượng là song thân sinh thành cho cô dâu Thu Thủy. Xin được mời phép bố mẹ sẽ cùng di chuyển đến sân khấu tình yêu với tràng pháo tay thật lớn tập vị để chào đón sự diện cao quý của song thân sinh thành cô dâu Thu Thủy. Xin được trân trọng đón mời. Xin được nhắc đến đó là món quà đến từ quý ông bà nội, và xin mời ông bà nội sẽ được di chuyển đến sân khấu để có phần quà dành tặng cho hai cháu và mình. Trân trọng đón mời quý ông bà nội kính mến trên sân khấu là sự diện cao quý của song thân sinh thành cho cô dâu. Và thưa vị, xin được mời quý ông nội ạ. Và quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón những tình cảm đặc biệt nhất đến từ ông bà nội. Xin chào và lớn lên với mái ấm gia đình, những lời ru âu yếm, những vòng tay của ông bà cha mẹ. Và ngày hôm nay thì cô dâu quý vị, thưa vị, đây là tình cảm đến từ quý ông bà nội của cô dâu, một phần quà dành tặng cho cháu rể. Quý vị dành mời cho chú rể Văn Trung của tràng pháo tay thật lớn. Xin cảm ơn ông ạ. Và sau đó xin mời chiếc ghế để ông lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời. Cha mẹ sẽ có phần quà để dành tặng cho hai con của mình. Thưa vị, có thể nói rằng con gái là khối tài sản lớn nhất của những bậc sinh thành, mang nặng để đau chăm bẵm nuôi dưỡng nuôi con khôn lớn trưởng thành. Và ngày hôm nay gia đình ông Điểm và bà Phương đã dang rộng vòng tay để trao nàng con gái là công chúa của mình cho chàng rể. Và hôm nay Văn Trung đang được món quà hạnh phúc, một tràng pháo tay thật lớn dành cho Văn Trung ạ. Và tiếp đó xin mời hai bố con sẽ dành cho một cái ôm thật chặt, xin mời. Rất tuyệt vời. Và bên cạnh đó thì thân mẫu đang có một quà dành tặng cho con gái của mẹ với những giọt nước mắt thật là hạnh phúc. Và quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho ông bà Điểm Phượng đã có thêm một chàng rể, tiếp đó là có một tình cảm luôn luôn điển trai, thành công trong mọi lĩnh vực, hạnh phúc và bình an. Thưa quý vị, còn rất nhiều những phần quà ý nghĩa để dành tặng cho cô dâu và rể, nhưng để đảm bảo một thời gian thì sau đây xin mời bên đội bên ngoài chúng ta cùng di chuyển sân khấu để chụp ảnh lưu niệm. Và sau đây xin mời bộ phận Maria sẽ cùng với gia đình chụp ảnh lưu niệm. Xin mời anh trai sẽ đá lại để chụp, và xin mời đại diện cho gia đình và người gái sẽ chụp ảnh lưu niệm cùng với cô dâu rể. Và tiếp đó là xin mời các bạn của cô dâu. Và thưa quý vị, để đảm bảo những khoảng thời gian vàng ngọc, một năm thì chọn được một tháng, một tháng chọn được một ngày chọn được một giờ. Một gia đình đã tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Tháng tốt ngày tốt, nhà trai chúng tôi xin phép được đón để làm lễ thành hôn cho các cháu. Tôi xin cảm ơn. Xin cảm ơn tất cả các ông, các bà, cô dì, chú bác của nhà trai. Ngày lành tháng tốt làm lễ thành hôn cho hai cháu. Thay mặt họ nhà gái trước hết là xin cảm ơn họ nhà trai. Và cuối lời xin kính chúc tất cả các cụ ông, các cụ bà, cô dì, chú bác của hai họ mạnh khỏe. Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như trời vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, ngọt ngào không nói nên lời.
nói sao giữ em tay trong tay, những yêu thương nồng say khi bên nhau, làm sao giữ phút giây này niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau, những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn lòng không nói nên lời. Hạnh phúc trao dâng lời hát xin cảm ơn tình yêu, và cho chúng ta một đêm phút giây còn mơ. Lời hát xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta một đêm nhớ bên. Nếu hôm nay ta trao những phút đắm say ta trao cho nhau, giây phút khát khao hát cho tình yêu, và xin cảm ơn tình yêu. Đêm hôm nay như mơ, bao nhiêu yêu thương ta trao cho nhau, giây phút khát khao hát cho tình yêu. Hạnh phúc đang được thăng hoa với nhiều nước tình cảm tuyệt vời. Và hôm nay hai đồng chí Thúy Rể, Văn Trung, Bùi Sâu, Thu Thủy đã đặt các bạn tại tiếng cổ hoa kỳ cưới cùng với sự diện cao quý của hai bên gia đình. Và chào các bạn rất là lớn để chào đón hai đồng chí. Sau đó xin mời các bạn đứng ở vị trí rất chào để tiếp đón những bước chân của hai mình. Và chúng ta còn có mặt ở vị trí cổng hoa hồng tiệc cưới sẽ cùng nhanh chóng di chuyển và dây bằng trang trọng lấp đầy những khoảng trống để cùng tham dự tuần trầu tuần trà thì bánh ngọt mà đơn vị tổ chức sự kiện ra sớm cùng với gia đình cùng với ban lễ tân đã chuẩn bị để chào đón quý vị. Và sau đây xin mời cô dâu rể sẽ cùng an tọa vào chiếc bàn hạnh phúc của mình. Xin chào các bạn, xin được đón mời quý vị. Chúng ta sẽ cùng di chuyển và những dây bàn trang trọng lựa chọn cho mình chiếc ghế ngồi tuyệt vời ưng ý để cùng tham dự chương trình chúc mừng và chúc phúc trong chương trình sự kiện lễ thành hôn dành cho rể Văn Trung sánh duyên cùng cô dâu Thu Thủy. Và thưa quý vị, trải qua một khoảng thời gian vàng ngọc thì đại diện cho quan viên phó đàn và nhà gái, thưa quý vị trân trọng kính mến, và mới khi khách đến trên nhà phá tan cẩm nước pha trà em mời người sơi trà này ngon lắm người ơi, mỗi người mỗi chén cho chúng em vui lòng. Và kính chuyển lời mời trân trọng lắm mời toàn thể quan khách, toàn thể quý vị Nam Thanh Nữ Tú Quốc Phương truyền lời của chú rể Văn Trung. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đến chơi nhà để thay như này cảm ơn chân thành đến đồng viên và đến ta đang có mặt tại số nhà 02 thuộc thôn Mai Tre, khu vực đường xã Sơn Đông thị xã Tây thành phố Hà Nội. Đó là gia đình ông Thế và bà Phương để cùng tham dự chương trình hạnh phúc lễ thành hôn. Gia đình rể Văn Trung sẽ chơi cùng cô dâu Thu Vy để cùng nhau xây dựng. Và trước hết xin được truyền lời của gia đình ông bà Thế Phương, truyền lời của chủ thể Văn Trung, cô dâu đẹp Thu Vy xin được kính gửi đến quý phụ, quý ông bà, quý cháu và dì đại diện cho gia đình cùng tuần này lễ hôn. Lời cảm ơn thầy, lời kính thầy và nhân dịp đầu xuân năm mới chúc tất cả quý vị sức khỏe, hạnh phúc, bình an và thành đạt. Và cũng xin chào nhiều đến đây để có lời phát biểu và lời ngỏ xin được cảm ơn cô dâu, quý vị về làm dâu làm con. Và trước hết xin được trân trọng kính mời vị đại diện cho các bạn ngày nay sẽ có lời phát biểu ý kiến và quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để chào. Trước hết là tôi xin gửi giới thiệu đến tất cả các bà các cụ cùng tham gia đấu. Tôi xin tự giới thiệu tôi là Nguyễn Văn Điệp, là đại diện của Liên Hoa, là cậu của Thái Bình. Hôm nay thì được sự ủy thác của gia đình là rất vui là đã làm được công các bà đến đây như này. Tôi xin giới thiệu hôm nay là đưa cháu về bên nhà đấu, cũng như bên nhà trai. Thì có bao gồm các ông, các bà, cô dì, chú bác và tất cả các bạn nam thanh nữ tú đã đến chung vui buổi ngày hội hôn ngày hôm nay. Thì sau đây tôi xin giới thiệu ông công trưởng đoàn đại diện của họ là nhà trai, tôi là nhà gái xin lỗi, bởi vì là có những lúc là đang quay quay không đi nhà trai thì là như ông công nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu. Và sau đó tôi xin gửi đến và mọi người chúc sức khỏe gọi là thành công và gọi là thành công trong cuộc sống. Tôi ghi nhận ở đây kính thưa các bạn đại diện cho chúng tôi tôi là chú ruột của cháu Bình Thủy. Hôm nay tôi rất vinh dự được thay mặt cho ông Điểm và Phượng thân sinh ra cháu Thu Thủy. Tôi đi thăm lời cho gia đoàn và nhà gái chúng tôi đưa cháu Thủy về đây. Lời đầu tiên tôi xin được cảm ơn gia đình Hoàng Nhà Trang đã dành cho đoàn nhà gái chúng tôi một sự đón tiếp
nông nghiệp, tin cậy và công nghiệp. Quý thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, quý thưa toàn thể của thôn, có sự tìm hiểu của hai cháu, được sự đồng thuận, nhất trí của hai bên gia đình cũng như chấp nhận của chính quyền địa phương. Hôm nay là ngày này quá tốt, hai bên gia đình đã tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Tôi cùng đoàn nhà gái chúng tôi đưa cháu Thủy về đây để làm lễ thành hôn. Cũng có một cây trầu trước là để thưa chuyện với các cụ, các ông, các bà. Sau là cho hai cháu thắp hương biên báo tổ đường. Kính thưa đại các cụ. Và sau đó chúng tôi sẽ giao cháu Thủy chính thức hôm nay là con dâu của ông Thế và bà Phương, cũng như là cháu dâu của các cụ, các ông, các bà bên nội bên ngoại của dân tộc Trang. Và cuối cùng tôi cũng xin được kính chúc toàn thể các cụ, các ông, các bà, quan viên hai bên quân họ cùng toàn thể quân hôn một lời chúc sức khỏe, bình an và may mắn. Chúc cho hai cháu hạnh phúc trăm năm tình viên mãn và đầu nghĩa phu thê. Xin cảm ơn những người phát biểu thật là thật tình thật nghĩa, thật trang trọng đầy đủ sức tích của địa diện có đoàn ngày nay để trao cô dâu Thu Thủy về làm dâu bà con là thành viên bên đội biên ngoại gia đình ông bà Thân Vương. Và để rất là kỳ cảm để sau đây xin mời đại diện đó là bạn trai cho lời phát biểu và quý vị thành viên cháu có thể tham gia tiếp đó. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, quý vị toàn thể quý vị chú bác, có quý vị quý vị và các bạn của hai cháu. Trước tiên tôi xin thay mặt gia đình họ nhà trai xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quân dì chú bác, gia đình họ nhà gái đã nhiệt tình chu đáo bất chút thời gian và ngọc đưa cháu Thủy về gia đình nhà chúng tôi để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Thay mặt gia đình họ nhà trai xin nhận cây cầu đau đớn của gia đình họ nhà gái. Thay mặt một lần nữa xin chúc toàn thể các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể cô dì chú bác chúc cho tình hôn gia của chúng ta ngày càng đẹp mới, chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc, được sinh bé gái bé cả. Thay mặt con gia đình họ nhà trai xin chân thành cảm ơn. Xin kính hai vị trưởng đoàn sẽ trao nhau cây cờ và chúc tình cảm thân ái lúc nào. Và thưa vị trưởng kính mến, nhà dâu nhà rể thật xa, hai bên xếp lại để trao quà tình thân. Nhà dâu nhà rể hôm nay đã xếp được gần, hai bên xếp lại tận tình trong năm và cây cờ gia đình ngày ấy mở ra những người đến để thông báo tin mừng, chưa được vào gia đình bạn trai thân lên nơi thượng đứng. Và xin mời chú rể Mát Chu, cô dâu Thu Thủy và hai vị sẽ dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón các con các cháu của mình ạ. Trước là con Chu, sau là cháu Thu và sau này là các bạn trong chương trình. Xin mời cô dâu rể sẽ mời các đại diện những tổ trưởng đoàn trai. Em đi mời nước đi, đặt nước mời nước đi. Đầu tiên là phát biểu trao xin nhận gì, trao gì và nhận cho của hai vị có thể diễn ra trang trọng và trẻ vui. Cô dâu rể thực hiện nghi lễ ra tiên và tiếp đón cô dâu rể đang về kết của chồng chị trai ông họ. Và thưa quý vị, đặc biệt các đại diện trân trọng quý vị và ngày hôm nay cô dâu rể sẽ còn có rất nhiều gì thì hạnh phúc sẽ đồng đầy. Và thưa quý vị trân trọng kính mến, chúng tôi có nói rằng đó là cơ duyên, ông tơ bà nguyệt xe duyên, để thuyền gặp bến để anh gặp nàng. Thưa quý vị, trải qua những năm tháng quen biết và tìm hiểu, được sự ưu mến xây dựng tác hợp của Hàm Đình, và ngày hôm nay một ngày trọng đại để cô dâu với rể họ sẽ tạo nên một dấu ấn quan trọng, một dấu mốc quan trọng của cuộc sống của mình. Và thưa quý vị, với một không gian tiệc cưới trang trọng ngày hôm nay, toàn thể quý vị đang ngồi sát kề bên nhau, tạo nên một vườn hoa đẹp lộng lẫy sắc màu và hạnh phúc. Nhưng có lẽ rằng hai bông hoa đẹp nhất, hạnh phúc nhất, rực rỡ nhất, tuyệt vời nhất đó là hai nhân vật chính, chú rể Văn Trung, cô dâu đẹp Thu Thủy. Và quý vị, để quý vị ta không phải chờ đợi lâu một phút giây nào nữa, sau đây xin mời quý vị ta dành chọn ánh mắt nhìn của mình theo những bước chân hạnh phúc để chờ đón hai nhân vật chính, chú rể Văn Trung, cô dâu Thu Thủy. Xin mời các di chuyển lên sân khấu tình yêu với những chàng pháo tay thật lớn tại đây để chào đón. Thưa quý vị, ông bà cha ta thường nói rằng trai sân đông thì tuyệt vời nhất ý, mà gái sân đông thì nhất ý tuyệt vời. Thưa quý vị, bộ ấn bộ vest da lịch lãm của chú rể Văn Trung cùng với nàng công chúa với bộ váy màu trắng tinh khôi lộng lẫy và kiêu sa. Và thưa quý vị trân trọng kính mến, và lúc ở đây là cảnh khác mà cô dâu rể họ sẽ cùng các buồm được sóng ra khơi chinh phục những con đò nhỏ nơi đó có những tiếng cười của trẻ thơ. Và thưa quý vị trân trọng kính mến, và lúc ở đây ban tổ chức xin được trân trọng đón mời cô dâu và rể hai bạn sẽ dành một cúi chào thật sâu để cảm ơn sự cao quý của toàn thể quý vị trân trọng đón mời. Và những thứ hạnh phúc xin được mời khác bắt đầu.
đầu, và quý vị dành những tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng, để chúc phúc cho cô dâu rể trong hạnh phúc của mình ngày hôm nay. Và nghi thức được thăng hoa trọn vẹn nữa thì toàn thể chúng ta sẽ cùng đến với những nghi thức của mình này, và những nghi thức trang trọng của hôm lễ sắc màu hạnh phúc đang được tỏa sáng với tình cảm tuyệt vời mà cô dâu và anh rể đang dành cho nhau. Có lẽ rằng lúc này đây, Văn Trung đang cảm thấy rất là bồi hồi xúc động, rất là bối rối. Nhưng lúc này đây xin mời những xúc động bồi hồi bối rối của bạn sẽ được tan biến. Bạn đã sẵn sàng để nắm tay người con gái, là công chúa, người yêu của bạn đi những chặng đường hạnh phúc tiếp theo không ạ? Không ạ. Chú rể đã sẵn sàng một tràng tay thật lớn ạ. Và xin hỏi cô dâu thưa mình, bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Rồi ạ. Đúng rồi, không? Thưa mình, trân trọng và kính mến, một nàng công chúa rất là trang trọng, lộng lẫy kiêu sa cùng với chàng hoàng tử. Và thưa quý vị, trân trọng kính mến, và trước khi đến với những thứ tiếp theo, chúng ta sẽ đến với cảm xúc khi chú rể nói rằng bạn đã sẵn sàng để nắm tay người vợ yêu của mình, cùng nhau nắm chặt tay để cùng căng buồm vừa sóng căng khơi, chinh phục những hòn đảo nhỏ nơi đó có tiếng cười của giải thơ. Và xin hỏi Văn Trung rằng lúc đây bạn đang cảm thấy ra sao, xin mời bạn. Lo lắng gì? Cảm thấy hơi lo lắng. Vâng thưa quý vị, xin hỏi cô dâu rằng đôi bạn trẻ ta đã yêu nhau được bao nhiêu thời gian rồi ạ? Gần 3 năm ạ. Gần 3 năm, thưa quý vị, trân trọng kính mến, trải qua 3 năm từ tình bạn sang tình yêu. Xin hỏi cô dâu rằng ai là người tỏ tình trước ạ? Chú rể ạ. Chú rể, thưa quý vị, một chú rể rất là điển trai, thưa quý vị. Một bộ vest thật lịch lãm, trắng tinh khôi đúng không ạ? Vâng, chú rể là người tỏ tình đầu tiên. Và chú rể còn nhớ khoảnh khắc mà chú rể dành tình cảm đặc biệt nhất, màn cầu hôn của chú rể đã được diễn ra tại đâu không ạ? Thưa quý vị, trân trọng kính mến, tình yêu thì không đo đếm bằng số lượng, không có mốc thời gian nào. Chỉ biết rằng tình yêu của chú rể dành cô dâu đứng trước trời biển cũng phải chịu thua. Và thưa quý vị, trân trọng kính mến, vào khoảnh khắc đầu tiên thì xin mời cô dâu thưa thủy sẽ đặt bó hoa hạnh phúc của mình vào chiếc bàn sự kiện để cô dâu rể thực hiện nghi lễ đầu tiên, đó là nghi thức chào nhận cưới. Xin mời chú rể sẽ vui cảm nhận thân thương của mình ra. Và quý vị ơi, nhẫn cưới là biểu tượng của hạnh phúc. Và trước khi chào nhận cưới thì xin hỏi và xin mời chú rể Văn Trung sẽ dành một câu nói ngọt ngào dành cho con yêu của mình, chân chân, đón mời. Chú rể nói là em không nói được, anh nói hộ em. Vâng, thay những điều muốn nói thì sau đây xin mời cô dâu rể sẽ trao nhẫn cưới đi ạ. Xin mời hai bạn quay mặt với nhau và tiến lên vị trí trước sân khấu một chút để đảm bảo cùng vợ đồng anh đưa lời chúc mừng tới đây. Một chiếc nhẫn cưới đầu tiên, chú rể sẽ trao vào tay cho vợ của mình và màn cầu hôn như sau. Xin mời bạn đi làm để xin mời cô dâu sẽ trao nhẫn cưới cho chồng yêu của mình. Và sau đó xin mời hai bạn sẽ quay xuống phía dưới và giơ cặp nhẫn của mình lên để sát kề với nhau. Giơ tay lên ạ, để sát kề với nhau ạ. Để khoe với mình rằng phút giây này hạnh phúc đông đầy, Văn Trung, Thu Thủy chính thức nếm xem vợ chồng. Và bây giờ không cần phải chú rể trả lời nữa, bây giờ chú rể có muốn dành cho vợ yêu của mình một nụ hôn không? Có. Vâng thưa quý vị, sau đây xin mời hai bạn sẽ quay mặt vào nhau. Cô dâu sẽ đặt tay lên bờ vai vững chắc nhất của chú rể, còn chú rể sẽ rất chuyên nghiệp, thưa quý vị, rất chuyên nghiệp đấy ạ. Thưa quý vị, yêu nhau thì cởi áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay. Mà thưa quý vị, ngày hôm nay người trọng tài tuyệt vời, chúng ta sẽ đến với một nụ hôn vào môi, gắn kết suốt đời, một nụ hôn giữa trời, một nụ hôn giữa đất. Và sau đây xin được bắt nhịp từ 3-1, từ đôi bạn trẻ sẽ trao nhau nụ hôn nồng nàn đặc thắm. Xin mời các bạn cùng nhìn nhau đi ạ. 3, 2, 1, xin mời. Tránh xa bóng đèn có áp những đầy nụ hôn công khai của thần vị. Và chúc cho bạn trẻ chúng ta 100 năm dưới thắm bắc kề, nghìn hạnh phúc chẳng hề đổi thay. Và sau đây xin mời hai bạn sẽ cùng di chuyển lên tắp bánh để cùng nhau chia sẻ ngọt bùi. Trân trọng lên mời. Bạn đi cầm lên tay chiếc dao dựa đã được ban tổ chức chúng tôi chuẩn bị. Và xin mời hai bạn sẽ cùng tay lên tay cắt tầm bánh ở phía dưới to và tròn nhất. Xin được mời. Xin mời hai bạn sẽ cắt tầm bánh ở phía trên cùng này. Sau đó để
xin mời Văn Trung sẽ cầm lên chiếc đĩa của mình và lấy một cái miếng ngọt ngào. Xin mời cô dâu xinh đẹp. Wow, thưa quý vị, rất ngọt ngào. Và sau đó thì xin mời cô dâu sẽ lấy một bánh to gấp đôi yêu thương dành tặng cho chú rể. Thưa quý vị, một cái khúc gấp đôi yêu thương nhìn ra sao, xin mời cô dâu. Ba tầng bánh cho chú gấu, do vậy là các bạn cứ từ từ ra. Và sau đây xin mời cô dâu rể sẽ cùng di chuyển sang bên pháp rượu để cùng vui rượu hạnh phúc cho chồng đất mình. Cảm ơn tình cảm. Ôi, cái sao chú rể xin được tinh thần cho chú rể. Cảm ơn gia đình.
Và tiếp theo xin được trân trọng và giới thiệu sự diện cao quý của gia đình chú Thím Đông Tuyết sẽ có phần quà để dành tặng cho cháu của mình nhé. Trân trọng đón mời Đông Tuyết là gia đình chú ruột của chú rể và cô dâu. Và sau đây xin mời chú Thím sẽ di chuyển sân khấu để có phần quà ý nghĩa dành tặng cho cháu của mình. Trân trọng đón mời. Và chuyện đời cô dâu rể xin cảm ơn gia đình chú Thím rất nhiều với tình cảm đặc biệt nhất. Chúc gia đình chú Thím luôn luôn sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Và xin mời chú Thím sẽ lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời cùng với hai cháu của mình. Gia đình chú Liên Thu di chuyển sân khấu để có phần quà dành tặng cho hai cháu của mình. Trân trọng đón mời ạ. Thưa quý vị, đây là tình cảm đặc biệt nhất đến từ gia đình chú Liên. Và ngày hôm nay thì chú cũng có những phần quà ý nghĩa để dành tặng cho các con cháu của mình. Gia đình cô chú Liên Thu sẽ di chuyển sân khấu. Vâng, xin cảm ơn cô chú Liên Thu. Và tiếp theo xin được mời gia đình chú Thu Phương ạ. Hạnh phúc trọng đại, cô dâu rể đang được đón nhận rất nhiều những phần quà ý nghĩa mà gia đình đã dành tặng cho hai cháu của mình. Đây là tình cảm đặc biệt nhất của gia đình chú Thu Phương. Và trên đời cô dâu rể xin cảm ơn tình cảm đặc biệt nhất. Và trên đời cô dâu rể xin cảm ơn những phần quà đến từ bà nội. Cảm ơn bà Cành, cảm ơn ba mẹ, cảm ơn anh chị cường hậu, cảm ơn gia đình cô chú. Vâng, xin cảm ơn gia đình. Và sau đây xin được mời gia đình chú Tuấn Hồng sẽ di chuyển sân khấu để có phần quà dành tặng cho hai cháu ạ. Chú Thư Phương và chú Tuấn Hồng. Và thưa quý vị, còn rất nhiều những phần quà ý nghĩa để dành tặng cô dâu rể như để đảm bảo những nghi thức tiếp theo. Do vậy những phần quà sẽ được trao cho cô dâu rể ở phần sau chương trình. Và thưa quý vị, chúng ta kính mến, và sau đây xin được trân trọng và giới thiệu sự trở lại của hai vị trưởng đoàn có tầm quan trọng là nhịp cầu nối gắn kết tình cảm không giấy màu. Xin được trân trọng đón mời vị đại diện phát đoàn trai, xin được trân trọng kính mời ông Đỗ Văn Nhu đại diện phát đoàn gái, xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Trọng Tâm, xin được mời hai vị trưởng đoàn di chuyển lên vị trí sân khấu và quý vị dành một tràng pháo tay thật đặc biệt để chào đón hai vị trưởng đoàn. Đỗ Văn Nhu là vị trưởng đoàn đại diện gia đình hoàng gái, gia đình ông bà Tiểu Phương, gia đình ông Nguyễn Trọng Tâm là chú ruột của cô dâu. Và xin mời hai vị trưởng đoàn xin chào chúng tôi Thu Thủy, xin mời ba mẹ của cô dâu sẽ di chuyển sân khấu tình yêu với chàng pháo tay thật đồng nhiệt để chào đón quý thông gia. Và tiếp đó xin được trân trọng và đón mời sự diện cao quý của ông Phùng Văn Thế và Nguyễn Thị Phương, thông thân xin dành ra chú rể Văn Trung. Xin được mời đôi bên thông gia sẽ di chuyển sân khấu thân của đôi bên. Đại diện cho phái đoàn hoàng trai ông Đỗ Văn Nhu, đại diện song thân xin thành cha chú rể Văn Trung, xin được trân trọng và giới thiệu ông Phùng Văn Thế và Nguyễn Thị Phương. Về phía tình cảm thông gia được quý như rượu đầy bờ, bên mong được rể, bên chờ được dâu. Và lúc đây thì những nghi thức trang trọng đã diễn ra thật đầy đủ xúc tích. Và để tri ân đến bậc sinh thành khi phía đại diện của cha mẹ thì xin tiên xin mời chú rể Văn Trung xin được di chuyển lên vị trí sát cùng tiệc rượu. Nâng ly rượu đầu tiên để mời vị trưởng đoàn, xin mời chú của mình, trân trọng kính mời. Tiếp đó là xin mời bố vợ của mình và mẹ vợ của mình, trân trọng đón mời. Và sau đó thì xin mời chú rể sẽ đưa rượu cho cô dâu. Cô dâu đặt tặng bó hoa hạnh phúc của mình. Cô dâu sẽ mời trước tiên là vị đại diện phái đoàn trai. Chú rể đưa cho vợ yêu của mình ạ. Và cô dâu trao cho vị trưởng đoàn. Tiếp đó cô dâu sẽ mời ba mẹ chồng của mình. Và xin mời hai bạn sẽ cùng cầm tay hai đi rượu và đứng vào giữa sân khấu. Xin mời nhà dâu nhà rể thật xa, hai bên sát lại chan hòa tình thân. Nhà dâu nhà rể hôm nay nó sẽ gần, hai bên sát lại ân tình trăm năm. Và sau đây xin mời đại gia đình chúng ta sẽ cùng cộng ly để gắn kết tình cảm chúng ta. Và chúng ta cùng đứng vào vị trí. Và sau đây xin mời hai vị trưởng đoàn trân trọng kính mời ông Đỗ Văn Nhu và ông Nguyễn Trọng Tâm di chuyển lên vị trí trước sân khấu, dành cho nhau một cái bắt tay, một cái ôm thật chặt. Cảm ơn hai vị trưởng đoàn, một tràng pháo tay thật lớn ạ. Chúc các em luôn luôn sức khỏe.
và sau đó xin mời hai vị sẽ cùng di chuyển vào vị trong nhà để tiếp tục chương trình hạnh phúc ạ. Và sau đó xin mời nhà, cả nhà chúng ta cùng nán lại để chụp ảnh lưu niệm. Xin mời bộ phận Maria. Thưa vị với trở lên sân khấu ạ, dành cho một cái bắt tay, trước là con chung, sau là cháu cùng một cái ôm thật chặt gắn kết tình cảm sâu xa hữu hảo ạ. Một cái ôm ạ, xin mời hai vị. Và xin mời hai mẹ sẽ dành cho nhau một cái bắt tay để gắn kết tình cảm. Một ngày gần nhất sẽ được tay qua tay ẩu ơ sớm chiều với đứa cháu nội cháu ngoại của mình. Và xin dành một tràng tay thật lớn để cảm ơn hai mẫu thân ạ. Xin cảm ơn. Và xin được trân trọng rất mời những tình cảm đặc biệt nhất đến từ hai vị trong cuộc di chuyển sân khấu chụp ảnh lưu niệm. Trước tiên xin mời đại diện phái đoàn đại gái sẽ di chuyển sân khấu được chụp ảnh lưu niệm trước ạ. Xin mời thân mẫu của cô dâu Thu Thủy sẽ mời đón phái đoàn của gia đình đại gái những cái áo dài truyền thống chúng ta cùng di chuyển sân khấu để chụp ảnh lưu niệm ạ. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Phương sẽ mời phái đoàn của mình với những cái áo dài truyền thống di chuyển sân khấu được chụp ảnh lưu niệm cùng với cô dâu rể. Trân trọng rất mời phái đoàn nữ của gia đình họ nhà gái ạ. Xin mời ạ. Để chụp ảnh lưu niệm cùng với cô dâu rể. Và thưa vị, với những cái bắt tay chúng ta trân trọng và trân trọng vui trong lời của gia đình. Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như trời vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, ngọt ngào không nói nên lời. Trong xa lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta gần nhau phút giây còn mãi. Hát lên lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta một sao giữ em tay trong tay. Những yêu thương nồng say khi bên nhau làm sao giữ phút giây này. Niềm vui khi bên nhau có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn lòng không nói nên lời. Hạnh phúc cho dân lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta một đêm phút giây còn mãi. Hát lên lời hát xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta một đêm. Hãy subscribe.
lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như trời vàng. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, ngọt ngào không nói nên lời. Sao giữ em tay trong tay, những yêu thương nồng say khi bên nhau, làm sao giữ phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn lòng không nói nên lời. Hạnh phúc cho dân lời hát xin cảm ơn tình yêu, và cho chúng ta một đêm phút giây còn mơ. Hát lên lời hát xin cảm ơn tình yêu, dành cho chúng ta một đêm nhớ cho tình yêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.